Pháp là tốt như thế nào? Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Bích Thủy rõ ràng hôm nay sẽ rất vất vả khi cô phải đá ở vị trí hậu vệ biên và phải Diani qua người rất nhẹ nhàng. Nếu phút đã qua thì Hoàng Thị Loan thực sự gặp rất nhiều những sự khó khăn. Tiếp tục là một tình huống mất bóng của Hoàng Thị Loan. Rất nguy hiểm, không vào. Đã có một tình huống và Kim Thành tiếp tục thể hiện được phong độ. Nhưng rõ ràng một tình huống tốc độ và khả năng can lướt của cầu thủ Pháp đã làm cho hàng phòng ngự của chúng ta gặp rất nhiều những sự bối rối. Vẫn là các cầu thủ Pháp rất tự tin, đã cơ bóng rồi. Huỳnh Như rất tốt nhưng cũng rất khó để đưa quả bóng lên. Matteo Toletti, Kim Thành lại một lần nữa ra vào hợp lý. Quyết Dung bóng vẫn đang trong chân các đội tuyển, trong chân đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như không được. Đội trưởng Tokara đã cố pha cắt bóng trên không đơn giản.